Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon, ông liền thưa với người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cha chào tất cả thiếu nhi chúng con. Rồi, như cha xứ nói, bây giờ nghe họ trả lời ha. Hôm nay lễ gì? Dạ thưa cha, là lễ tiệc ly. Đúng không các bạn? Rồi, cho bạn một tràng pháo tay. Rồi, lễ này còn gọi là lễ gì nữa? Dạ thưa cha, là lễ rửa chân cho các môn đệ. Lễ tưởng niệm Chúa rửa chân cho các môn đệ ha, cũng mang ý nghĩa đó. Rồi, cho bạn một tràng pháo tay. Ý nghĩa gì nữa? Chim này giỏi quá ha. Dạ thưa cha, là lễ vượt qua. Lễ vượt qua hả? Rồi, đúng luôn, hôm nay là bắt đầu cuộc vượt qua của Chúa ha. Rồi, còn gì nữa không? Nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa gì? Giơ tay mà không. Ý nghĩa gì con? Dạ thưa cha, là lễ đốt chiên. Lễ đốt chiên hả? Lễ này không có ý này ha. Rồi, khuyến khích nè. Không phải là con trả lời đúng nha, cái này cha khuyến khích. Rồi, làm sao? Dạ thưa cha, là lễ cho. Lễ cho qua lâu rồi. Lễ gì con? Rồi,
Giờ con giơ tay mà, lễ gì con? Dạ thưa cha là lễ chồng. Lễ chồng. Là chặt cái câu trả lời dễ thương chứ không phải câu trả lời đúng. Rồi cho bạn một chàng hỏi tay. Câu trả lời dễ thương. Lễ gì thưa Thiếu nè? Anh Thiếu. Lễ Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Ôi, cho bạn một chàng phá tay. Cộng đoàn thân mến, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã chăn chối cho chúng ta ba việc, giống như combo một trong ba ha. Ba việc. Thứ nhất, đó là hãy phục vụ. Thứ hai, đó là hãy tưởng nhớ. Thứ ba, đó là hãy yêu thương. Giờ hỏi tiếp, phục vụ qua cái gì biết không? Trong Kinh Thánh có nói bài tin mừng làm sao? Khăn vàng phục vụ qua gì? Ở trời có hình luôn rồi kìa. Ồ không phải, cái lúc đầu cơ. Phục vụ qua gì con? Thưa cha là rửa chân cho các tông đồ. Rồi cho bạn một tràng pháo tay. Chúa nêu gương cho ta hãy cúi xuống phục vụ trong sự khiêm nhường và trong yêu thương. Chúa đã từ trời cúi xuống làm người với chúng ta. Chúa tiếp tục cúi xuống để gõ cửa từng nhà để trọ vào lòng tâm hồn chúng ta. Chúa tiếp tục cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ ngày hôm nay. Chúa tiếp tục cúi xuống để vác lấy thập giá. Chúa tiếp tục cúi xuống để nhìn thấy con người từ trên thánh giá cao mà xin Chúa Cha tha tội cho nhân loại. Tất cả là vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thứ nhất, hãy phục vụ, đúng không? Giờ bây giờ hãy tưởng nhớ. Tưởng nhớ cái gì? Tưởng nhớ cái gì? Dạ thưa cha là tưởng nhớ Chúa Giêsu. Tưởng nhớ Chúa Giêsu làm việc gì? Là rửa chân cho các tông đồ. Qua rửa chân rồi con, bây giờ qua ý khác. Tưởng nhớ gì? Hôm nay mình trong bài đọc 2 có nói cha gợi ý trong bài đọc 2. Cho bạn một tràng pháo tay khuyến khích đi. Cha gợi ý trong bài đọc 2. Ở trong hình kìa, ở hình trên màn ảnh có kìa. Tưởng nhớ cái đó, làm đó, làm cái đó là làm gì? Làm gì để tưởng nhớ? Tưởng nhớ lễ vượt qua. Tưởng nhớ gì? Dạ tưởng nhớ lễ vượt qua. Chưa đúng là chưa chính xác. Cái hình kìa. Dạ cha là tưởng nhớ thánh lễ tiệc ly. Lễ tiệc ly hả? Còn gọi là bí tích gì? Dạ, Chúa Giêsu đọc bí tích Rồi cho bạn một tràng phát tay đi. Hôm nay Chúa Giêsu cũng lập bí tích thánh thể. Bài đọc 2 nói sao? Nói rằng là thuật lại việc Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và các trao cho các môn đệ và nói. Làm sao? Alo. Nói gì? Anh Thiếu, trong lễ nghe hoài, này là, này là mình ta, hãy cầm lấy mà ăn. Rồi gì nữa? Này là máu ta, hãy cầm lấy mà uống. Rồi cho bạn một tràng pháo tay.
Đó, chúng con nhìn hình đó, Chúa giơ bánh lên, dâng lời chúc tụng mà Chúa đọc lời nguyện. Xong sau đó là Chúa nói rằng là nay là mình thầy sẽ bị nộp vì các con hãy cầm lấy mà ăn. Tương tự, này là máu thầy ha, rồi các con hãy cầm lấy mà uống. Hôm nay chúng con nhìn thấy ở trên và cung thánh có cái gì đặc biệt nữa không? Cái gì? Thưa cha, là có con cừu. Con gì? Con chi? Con gì nói rõ ra, từ từ, im lặng. Thưa cha, là con cừu. Con cừu chưa chính xác. Bên này bên kia, từ bên này bên kia. Bà nào chưa trả lời? Dạ thưa cha, là con chiên. Mấy bạn im lặng nghe rõ này. Con gì? Con chiên. Con chiên chính xác không? Chính xác, cho bạn một chào ở tay. Thấy con chiên đẹp không? Con chiên thiếu nhi làm đẹp không? Đẹp không? Rồi, đẹp cho một chàng phá tay thật lớn nữa đi. Con chiên. Vì Chúa hiến thân, chịu chết để cứu độ chúng ta. Chúa đổ máu ra. Bài học 1 nói với chúng ta rằng là như con chiên bị xét tế rồi được bôi lên cửa để mà thoát khỏi cái sự chết ha. Thì Chúa đổ máu ra để cứu chúng ta được sống, nhưng mà được sống muôn đời. Được chưa? Đó là cái hiến lễ hy tế mà Chúa muốn hiến tế vì chúng ta. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ý nghĩa của bí tích thánh thể là như thế. Sau cùng, hãy cái điều thứ ba cha nói là hãy gì? Hãy yêu thương. Rồi, cho bạn một tràng pháo tay. Hãy yêu thương. Trong cái lời tung hô tin mừng, nhắc lại lời mời gọi của Chúa: anh em hãy yêu thương nhau như gì? Như ai? Giơ tay rất là hùng hổ. Sao nó lại quên? Như thầy yêu thương anh em. Rồi nhắc lại nguyên câu luôn. Anh em hãy yêu. Rồi cho bạn một tràng pháo tay. Lời tranh chối thứ ba trong cái combo ba điều đó là: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Yêu thương người khác dễ không? Không có dễ đâu. Phải có ơn Chúa thì chúng ta mới làm được. Rồi bây giờ nghe hỏi tiếp nè. Cha mẹ ông bà dặn chúng con, chúng con có nghe theo không? Con nghe theo không? Câu này trả lời chung đi chứ trả lời riêng là quá dễ rồi. Có không? Có. Có làm theo không? Nếu mà ai không làm thì người ta gọi là gì? Cái này mới hỏi. Ai mà không làm theo lời của ông bà cha mẹ thì người ta gọi là bất. Dạ thưa cha, là bất hiếu. Rồi cho bà một chào hỏi tay. Lời của ông bà cha mẹ nói mà không nghe, không làm theo, người ta gọi là bất hiếu. Rồi có coi phim kiếm hiệp không? Lệnh của vua ban mà không làm thì người ta gọi là khi quân à.
Lệnh của vua ban mà không làm thì người ta gọi là khi quân phạm thượng sẽ bị chém đầu. Cha mẹ nói, cha mẹ ông bà nói mà không làm là bất hiếu. Chúa Giêsu là vua tình yêu, là Thiên Chúa, là cha của chúng ta, nói với chúng ta rằng là hãy phục vụ, hãy yêu thương, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta không làm là chúng ta bất hiếu, chúng ta khi quân phạm thượng với Chúa. Và chỉ có điều xui xẻo, điều không may, điều không tốt đến với chúng ta thôi ha. Vậy chúng ta được mời gọi hãy giữ những cái lời chăn trối của Chúa, đó là phục vụ trong yêu thương, rồi làm việc này mà nhớ đến Thầy qua việc tham dự thánh lễ, và hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Ước mong tất cả chúng ta được như thế. Amen.